Mày nói chuyện với vợ mày nhá. Tao ở vài hôm, kiếm được việc tao đi. Sao lại đi? Đây là nhà anh. Anh đi đâu? Mày còn vợ con mày. Tao lang thang vạ vật, không tiện. Phòng của anh ở, phòng em ở. Em nói cho anh biết nhá. Anh mà dọn đi là em đi theo luôn đấy. Thế gia đình mày vứt cho ai? Thế anh không phải là gia đình à? Nào, để xem Việt Kiều Chí mang về cái gì nào. Úi dồi, sao mấy cái áo tã này rồi mà không vứt đi, mang vào đây làm gì? Đi thế nào mà xách về như thế? Nào, bây giờ ấy, chỉ còn có hai anh em thôi. Anh nói thật với em đi, suốt cái thời gian anh bật vô âm tín đấy, anh đã làm cái gì, anh ở đâu? Nào, nói đi. Như ngậm một thị thế. Mày không cần biết. Anh nói thế mà nghe được à? Anh có biết là em lo cho anh như thế nào không? Từ khi anh không liên lạc về, em không có một đêm nào ngủ yên cả. Em lo cho anh, không biết là anh đang sống hay là đã chết rồi. Em ân hận vô cùng khi ngày đấy bắt anh đi trốn. Nhiều đêm, em dằn vặt mình, muốn chết luôn đi cho nó xong. Em nói anh biết nhá, ở trên cõi đời này anh không tin em thì anh không tin ai được nữa đâu. Tao mới ra tù. Đi tù á? Bọn nó lừa tao sang đấy, bảo là làm trang trại, thực chất là trồng cần sa. Ngoan thì cũng có cái ăn đấy, gọi điện về thì bị chúng nó quản. Bảo sao, đợt đấy mỗi lần anh gọi điện về chỉ nói được có vài câu rồi dập máy luôn. 2 năm nằm dưới hầm, may cảnh sát họ phá được. Tao bị bế đi tù 8 năm, về được đến đây thì mới tin là mình tự do, xong mới gọi cho mày. Nhưng mà em có thắc mắc là sao sư quán hay là chính quyền không thấy có thông báo gì về việc anh bị bắt nhỉ? Theo như tao nghe ngóng được ấy, thì là hai nước không có cái hiệp ước tương trợ tư pháp, thì là không có cái thông tin về án tích. Thảo nào, từ khi không liên lạc được với anh, em đi hỏi khắp nơi mà chả ai biết gì cả. Vác được cái xác về đây là phúc lắm rồi. Tao không có tiền đâu, còn có vài đồng trước khi bị bắt thôi. Con người là con của anh ạ. Từ bây giờ anh không khổ nữa. Có hai anh em mình sẽ lo cho nhau anh ạ. Mày nói chuyện với vợ mày nhá. Tao ở vài hôm, kiếm được việc tao đi. Sao lại đi? Đây là nhà anh. Anh đi đâu? Mày còn vợ con mày. Tao lang thang vạ vật, không tiện. Phòng của anh ở, phòng em ở. Em nói cho anh biết nhá. Anh mà dọn đi là em đi theo luôn đấy. Thế gia đình mày vứt cho ai? Thế anh không phải là gia đình à? Em nói rồi, từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh.
Giờ nãy nó còn tập với Thành đi nơi rồi. Thôi vào tắm đi, nhễ nhại mồ hôi ra đây kìa. Em bảo em dọn đồ lễ đây. Từ lúc tao đi thằng Khải là có tìm không ấy? Có. Nó chặn hỏi em suốt đấy. Có đợt em sợ quá còn phải chuyển nhà đi. Nghe nói lão Quân dính vào hàng cấm nên là bị công an tóm rồi cho dựa cột luôn. Còn thằng Khải ấy thì cũng bị bốc đi luôn. May mà anh không ở nhà đấy, không thì cũng lên đường luôn. Kể ra anh với anh Chí có duyên với số 10 thật đấy. 10 năm chia cắt rồi 10 năm gặp lại như là định mệnh vậy. Chí. Và anh Chí cũng không yêu anh như là yêu mẹ. Anh buồn suốt bao nhiêu năm rồi đột nhiên 10 năm sau mẹ dắt anh Chí trở về. Về để trả cho ông, xong mẹ đi lấy chồng đúng không anh? Anh vẫn khét lẹt lẹt như xưa ấy nhỉ. Thế mà lúc nãy em rủ đi là có nóng nghèo cơ. Thế ở bên kia anh có hay nhậu nhẹt không? Chui lủi như chó. Nhớ bị tóm cái đã công cốc bao năm có ra được ngoài đâu mà nhậu với cả nhẹt. Kể ra số của anh cũng long đong lận đận đã phết nhỉ. Như anh phải đổi mũ ấy. Nhìn thấy người quen à? Cái gì đây? Anh Chí. Ê. Ê. Ngăn nó lại. Đừng để nó thấy tao. Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi! Đi! Chạy đi! Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh Chí chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm luôn số tiền đấy. Định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi. Chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh.